Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi con ra dắt quyết bầu bầu nha anh em ơi. Đó thì con tướng này đó chính là một con tướng khá ảo diệu, mà anh em nào đặc biệt là dành cho những anh em nào đó muốn múa, muốn kỹ năng, muốn phô diễn kỹ năng thì hãy nên cặp con này vào đấu nha anh em. Thì bên kia chứ gì đâu, mình thấy bên kia là như đồ game em thấy gì đó, bốn pháp sư và một con sát thủ anh em. Cái meta này thì nó hơi lạ anh em ơi. Cái meta này thì lần đầu tiên mình gặp ở trong cái trường hợp này. Từ trước tới giờ mình chơi đánh ranh đánh hoài, mà mình đánh tới mấy mùa mấy chục mùa rồi mà mình chưa thấy cái trường hợp nào như cái trường hợp này hết anh em ơi. Tí nữa chắc ra phải cho tụi nó ăn củ cáo hết anh em ơi. À mà booster, à đây đây đây, trời ơi tiếc thế, tí nữa lại ăn. Ơ đây đây thì trời ơi thiệt chứ, mình đáng đâu có sai mà. Nata cứ bùa anh em, bị Ben nó búng cho rồi mình ra mình húp anh em ơi. Từ từ, lâm bùa này lóc cá anh em ơi. Trời ơi thiệt chứ, tem kia bốn pháp sư sao mà đánh lại tem mình anh em. Mình công nhận bốn pháp sư thì nó cũng mạnh anh em ơi, nhưng mà nó chỉ mạnh được cái giai đoạn là đầu game thôi. Còn về tầm giữa game cuối game nó yếu xìu anh em ơi. Sao quýnh được mình nè, đá mày nè con. Ê, em nhìn nào, đá mày nè, tóc biến đạp mày ra nè, sút mày nè. Ok anh em ơi, ui ui mày lên nhầm chiêu kìa. Trời ơi không sao nè, nhầm chiêu cũng được gì. À tập né, à, tập né đi bạn ơi. À bạn này tập né anh em ơi, để mình giúp bạn này tập né nha. Thì mình cũng là một người rất là thương người pha này, thì mình chỉ anh em cái mẹo nè đó anh em. Thằng Yata nó cứ canh anh em để đá chiêu hai và nó chỉ né thôi anh em, chứ nó không quan tâm là anh em dùng chiêu nào hết. Bởi vậy mình chỉ lại mình đi bộ thôi chứ mình đâu có sút đâu mà trụ bắn mình. Thì chứ Yata này ẩu quá. Đẩy ra chi vậy. Ui thằng Lâm Bua này nó báo anh em ơi. Đây trời ơi đá mượt quá. Đâu rồi? Ôi tóc biến rồi anh em ơi. Thôi tóc biến rồi thì thôi, tóc biến rồi thì về ông ơi. Ê bậy nha, bậy nha, không có giết, không có giết thì bạn nhiều quá, giết nhiều quá thì bạn lại mệt, giết đi. Đúng rồi, bên mình có sát thủ như là Batman thì mình nói thiệt nó sướng lắm anh em. Bốn pháp sư nó đã, trận này mà mình biết vậy mình đứt con quy len vô nữa mà thì nói thiệt đem bạn chỉ có mà khóc thét thôi anh em. Mà trận này tiếc thay mình thấy nếu như mà bích quy len vô thì win sớm thì tem bạn lại không có gì gọi là trận đấu nó vui anh em. Vì vậy mình lập tức bích con ra vô để đánh nha anh em. Với lại dạo này mình cũng có hứng đánh ra nữa nên mình sẽ tập chơi nha anh em. Chứ mình nói thiệt, vì tướng pháp sư mình rất ít chơi anh em, mình chỉ biết chơi như là con pháp sư là mở con gia ta anh em ơi. Ngoài ra không biết chơi gì hết anh em. Con ra thì mình chơi nó kiểu giống như là cho vui thôi anh em ơi, chứ đánh mà để chuyên thì không có biết. Nhưng mà mình biết một thứ nữa nha, riêng về cái những cái con tướng như là thằng này nó núp bụi, thằng này là chuyên gia núp lùm anh em ơi. Mấy thằng đánh nhà ta này núp lùm ghê lắm anh em phải coi chừng những cái bụi nha. Thì mình đánh không giỏi nhưng mà mình lại được một cái là giữa combo mà kết hợp với một chiêu thức nào đó thì mình lại làm rất là pro anh em. Mình nói thiệt, hồi xưa là con Yuka là cái combo mà anti tóc biến á, hồi xưa mình có vẻ là rất nhiều anh em không biết. Hồi xưa mình làm hoài anh em ơi, mấy cái mùa 7, mùa 8, mùa 9, trời ơi mày thiệt chứ, mình kết hợp cái combo nó đã gì đâu anh em ơi. Mà mùa đó mình đâu có làm YouTube đâu nên mình đâu có thể quay được cho anh em coi được. Đây, trời ơi, không sao. Đây, sửa sai anh em ơi, sửa sai. Pha đó mình định anti tóc biến mà mình vừa gáy to quá, mà rốt cuộc mình anti tóc biến hụt. Pha đó là mình bản nháp thôi nha anh em. Thì ai cũng phải có lỗi lầm và sửa sai mà anh em. Nói chung là pha đó mình sửa sai vậy thì anh em đừng có trách mình nha. Hên quá pha đó giết được, không thôi thì lại úp mặt vô tường nữa. Con ra này skin Muay Thái này đá rất mượt anh em ơi. Đó, đánh ra mà có skin nữa thì anh em nghĩ sao? Trời ơi nó mượt mà đánh hay nữa thì thôi, chứ tem nó khen thì phải không ngớt anh em ơi. Đây 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 chuối. Ôi thằng. Trời ơi thằng John. Pha đó để mình ăn đi là mình chạy luôn rồi. Mình bị lỡ nhịp. Anh em ơi thiệt, nó cay gì đâu quá trời. Không sao anh em ơi. Thì trận đấu này thì mình cảm thấy thì nó khá là nhàm chán giữa những cái trận combat, giống như là bốn pháp sư mà đi đấu với bên đây thì rất là nhàm anh em ơi. Anh em thấy không, tem mình đầu game thì hai tem nó cứ xem nhau không à. À đây từ từ, ăn đi con, ăn đi ăn đi. Ừ ăn đi. Ui ăn thiệt kìa.
Trời ơi, pha đó mình đánh, mình đá, mình me me, mình suốt con bút tên em ơi, để mình tranh thủ mình dồn bên ti á mà. Mà pha đó là suốt dính vô con mình lưu mấy cây chứ. Sao về chưa? Tí nữa mình sẽ kết hợp những combo mà anh ti tóc biến cho em coi nha. Mình làm cái này, mình làm hoài á, nhưng mà không hiểu sao cái pha đầu mình làm lâu ngày không làm anh em. Mình làm hoài nhưng mà lâu ngày không làm nó vậy anh em. Anh em thông cảm. Đây nè, đây nè, anh ti tóc biến em ơi. Đây. Mày đây. Tao mà anh ti tóc biến một cái thôi nha, không kịp trở tay đâu nha. Mình là mình giỡn cho vui thôi, chứ mình mà đánh bực cái mod nghiêm túc lên thì anh em đừng bảo là sao mà mình đánh hay anh em ơi. Trời ơi, lại chết nữa. Ê, đừng có nuôi Victor nha mấy ông. Nuôi Victor một cái là nó xanh. Thôi bỏ anh em ơi, có giả ta. Mình đánh là mình phải ăn mạng chứ không có đổi mạng. Đây nè, vô đây. À, khôn à. Giả ta khổ mình em ơi. Thằng này được thế nhờ. Quá được luôn chứ. Kìa, bếp anh. Hay quá, đó. Ok con dê. Đã lụm được cái mạng con cờ rí xí rồi anh em ơi. Không sao hết. Sao ra hay không? Đó thì theo yêu cầu của nhiều anh em thì mình đã chỉnh cái độ sáng trong cái màn hình thì cho nó sáng mức hết mức có thể luôn nha anh em. Đó, mình chỉnh full độ sáng luôn nha. Đó thì theo yêu cầu của anh em thì mình full độ sáng tí đó cho nó sáng anh em coi cho nó sướng. Còn mình thì bản thân mình thì cũng rất thích màu đen, nhưng mà anh em yêu cầu thì ok mình làm thôi anh em ơi. Thôi đừng đái hoài ông nội. Thôi rồi xong luôn rồi. Trời ơi Ben nó yếu anh em ơi. Ui thằng Ben nó lên cái gì vậy ta? Ông Ben này ổng yếu quá anh em ơi. Ổng farm ổng thọt cuối bảng luôn kìa. Phải cả trưởng thiệt. Trời ơi team nó toàn là 4 sát thủ mà pháp sư có hai bên mình có 2 sát thủ mà đánh còn lại nữa đây. Đây nè, từ từ. Đây nè, nó mình tính hết rồi anh em. Mình biết con gia ta kiểu gì mà nó trả vô blue. Pha lúc mình đẩy blue ra là đều có cái mục đích hết anh em. Mình đẩy ra để cho con gia ta nó ăn, nó bay vô nó cả hết. Để cho ông rừng mình ăn mạng ngược lại, lụm luôn blue. Thế mới cày chứ anh em. Làm như thế anh em bạn mới địch. Đôi lúc anh em phải thả con cá nhỏ mà bắt con cá to nha anh em. Đây nè. À đây nè anh em ơi, con cá to đây nè. Sao đi nhanh vậy ông nội? Từ coi. Ui đi nhanh quá anh em ơi. Suốt nó cái thôi bỏ anh em ơi. Ui về Booster. Mình thì mình phải nét Booster với con Crazy nha anh em. Tại hai con đó là nó cứ dồn đam với một con dồn đam một con CC mình đó, nên mình cũng rất là khó chơi nha. Riêng con Crazy thôi nó mình nó thiệt, nó mà nấp bụi nó dồn mình thì sao mà đỡ được. Mày làm gì đây Crazy? Trời mới nói có cái nấp bụi nó vô nấp thiệt anh em ơi. Thằng này nói như đúng rồi ta. Trời ơi mình đâu có bật loa đâu mà. Tỉnh thiệt ấy chứ. Bình tĩnh nào anh em. Trời ơi đánh cứ bình tĩnh thôi. Đây nè từ anh em ơi. Chuối nè, chuối hồ vào đây. Anh đi tóc biên. Đấm mày trước. Ok anh em ơi. Mình định dồn thằng không sao. Đang định nói dứt lời. Giết ông. Trời ơi thằng ra rất hay, nhưng mà đồng đội mình nó đéo anh em ơi. Má cay thế. Mình đánh rất hay nhưng mà đồng đội lại nói đéo anh em ơi. Trời ơi đánh kiểu này thì chết rồi. Sao trời ơi, cái pha đó mình định bắt con ca hiu rồi mà tự nhiên cái thằng Nata nó làm lá chắn nên mình đành phải dồn nó luôn anh em ơi, chứ lỡ nhịp rồi mà tự nhiên quay lại dồn con ca hí nữa thì không có kịp. Thì chứ tem mình đánh sao mà úp và toạt quá. 4 sát thủ giờ bên phải 4 pháp sư mà đánh với tem mình 2 sát thủ, thêm mình nữa 3 sát thủ mà gặp tem mình đánh chuẩn chỉ nữa, vậy mà sao bị ép dữ ta. Đúng như những lời mình nói lúc nãy anh em, giai đoạn đầu game thì mình thua rồi luôn. Mua thiệt, thằng này nó núp bụi anh em ơi. Đã thấy mục tiêu anh em ơi. Trình diễn từ trời ơi cột choáng ở đây đi cho nhanh. Mình nói thiệt với anh em, mình đánh mình ghét thằng nào mà cứ chấn choáng mình lắm anh em. Mình là cực kỳ ức chế những cái choáng luôn nha, thiệt chứ. Đây nè, skin con Muay Thái này thì mình thấy theo nhận định của mình, tuy đã chơi được lần đây là lần thứ hai, nhưng mà cái nhận định của mình đó chính là nó đẹp anh em. Đó chỉ nhiêu đó thôi anh em ơi. Đây nè, trời ơi lụm lúa anh em ơi. Vừa lấy cái trụ nè. Ui tem bạn còn hai thành viên thì chắc chắn mình nghĩ thằng Booster nó đang chạy lên anh em ơi. Cả thằng ui từ bình tĩnh anh, bình tĩnh. Trời ơi nó gặp mình nó chơi mình như đúng rồi anh em ơi. Nó bỏ qua hẳn thằng Lumbo luôn rồi nó. Thôi về anh em ơi.
Batman vẫn dẫn vô nữa ông. Pha này xin blue nha, pha này xin blue nha. Pha này tốn mà nào quá, mất quyền kiểm soát anh em ơi. Mạng lát quá, mạng lát quá. Sorry. Mạng khá lát anh em ơi. Ui, từ. Để thấy anh em ơi, để thấy. Ôi ơi. Trời ơi, thiệt chứ bức tơ này là chơi cỏ rồi anh em ơi. Ông này chơi cỏ chỗ nào mà thuê dữ ta. Thiệt chứ qua đó ông đi vô rồi anh em. Nhưng mà ông không biết, ông không biết mình ở trong đó. Không biết là có phải không biết hay là ông giả ngu nữa anh em. Cái gì trốn trốn đó gì ông nội. Thằng DC này cay nha, tính nên mình phải me bắt nó một lần anh em. Thằng này nó thiệt, mình phải gọi là lấy lại sự tôn nghiêm anh em. Quá bô đau. Sao đây? À, còn dư là mình chưa làm gì anh em. Nó pha nó sao nó chạy lẹ quá. Pha nó mà có tốc biến nữa thì mình nói thiệt, mình dồn cực kỳ nhanh luôn thằng DC mà sao mà nó phản kịp. Pha này nó hên anh em. Nó hên thôi. Chứ không có lần sau đâu nha, mình chỉ có lần đầu thôi chứ không có lần sau đâu nha. Đá nè, hay quá. Hay quá, trời. Ôi Lâm Bua rồi anh em ơi. Thằng Lâm Bua nó gõ về nó còn gõ đi nữa anh em. Ui mình cũng lạy luôn á trời. À, đây, có tên tóc biến. Mày luôn. Rồi, ok anh em ơi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Khiến cho Ben không thể nào KS kịp của Rayak, Quyết và Bầu. Và Quanh và Ca Hí không thể nào mà tóc biến hay là dùng bất cứ skill nào có thể chạy thoát được cái combo thần sầu của mình nha anh em. Ai thủ nhà tiếp đi. Là sao đây? Batman nói gì mình chả hiểu anh em ơi, thằng này nó xà lơ quá ta. Trời ơi, trận đấu kéo dài 13 phút rồi mà chưa có tem nào có thể quyết định được cái trận đấu này là win là của ai nha anh em. À, ta đã thấy sai rồi nha, Thằng Victor nó trên đó anh em ơi. Thấy sai rồi nhưng mà mình cũng không làm được gì hết anh em ơi, tại vì nó trâu quá. Đồ mình cũng chưa có nhiều nữa. Nói chung là từ từ anh em, đợi full đồ đi chưa biết ai hơn ai anh em ơi. Bây giờ cái món cuối cùng mình sẽ lên cho nó đó chính là cái gì ta? Cái này người ta gọi là từ anh em ơi, tại mình suy nghĩ chút đã, từ cái này mình quên. À cái xưa cái băng xương. Đó, cái băng xương nha anh em. Đó, anh em cứ lên băng xương cho mình. À, mày á, rồi đã hụt rồi. Làm gì? Ui chua, đam to thế. Ui, nó mới bay có 3 stat thôi mà. Đam to vậy. Pha đó mình hơi chủ quan anh em ơi. Nói chung là chắc đi anh em. Chắc đi, không sao hết. Teo mình kiểu gì cũng win thôi. Quan trọng là không biết win khi nào thôi nha anh em. Ăn cái gì? Ờ, ăn đi, không có gì hết, không coi hết. Mình đang dẫn giỡn thôi, làm gì đây? Mày làm cái gì đây? Một pha lật kèo. Một pha quá mãn nhãn đến từ vị trí của Rayak, Quyết và Bầu. Pha đó mình nói thiệt, mình nó ti tóc biến cơ đó mà sao nó chịu nổi anh em. Combo 3 nút nha. Anh em kết hợp anh ti. Và anh em trong cái đường mà khoảng thời gian ti á, anh em tóc biến thẳng vô người nó luôn cho mình. Là nó sẽ dùng được anh ti cộng thêm tóc biến. Và anh em lập tức dùng thêm chiêu 1 cho mình thì ố dồi ôi luôn. Là nó chịu không thể nào nổi đâu anh em ơi. Cái combo đó là sao mà chịu nổi. Thì chứ xin bờ bù bù. Đã thấy mục tiêu. Đánh đây. Sau đó đây. Mình nói thiệt chứ pha này mình không vô giúp là ông Ben ổng đã lên bàn điểm số rồi. Pha này mình định cho Ben chết xong rồi mình lụm lại hai bùa, bùa xanh với bùa đỏ, nhưng mà cái lương tâm nó không cho phép anh em. Như thế nó mới tức cái chứ. Cái lương tâm nó không cho phép. Từ từ bình tĩnh đi Lâm Bô. Lâm Bô này tỉnh nóng lắm anh em mà. Trời ơi mình sút kìa. 1/3 cái máu. Chỉ cần 3 sút là bốc hơi luôn nha anh em. AD nó. Trời ơi dễ quá. Muốn AD, giết AD tôi là giết à. Nè trời, sao sút thủng ta. Trời ơi lụm. À, ra đây. Còn hết lính là ông nội. Ôi thằng Lâm Bô này nó báo anh em ơi. Về đi. Chịu anh em ơi, thôi mình về trước anh em ơi. Mấy cái ông này mình nói thiệt, anh em thấy không? Ham win là thua. Cái pha đó dù của mình vô đẩy trụ đi chăng nữa cũng thua anh em. Pha đó mình mà chết có khi là tem nó lại đẩy nhau ăn xì xa là không có được anh em ơi. Mình không cho phép điều đó nha anh em. Rồi. Thôi kiểu này chắc quyên sinh rồi anh em ơi. Thiệt chứ, thằng Nata nó còn có cái băng xương nữa. Thà cái pha nó không có băng xương là mình lụm hay quá Ben ơi. Không ăn được thì thôi. Pha này cơm bắt ở Kaka anh em ơi. Pha này chỉ còn mình với Ben và Lâm Bua thôi. Và bên kia còn 5 thành viên.
à, ha, mày núp, mày giống núp á, mày giống mấy thằng núp vậy á, nó núp anh em ơi, núp đâu có được, núp kỹ quá, má má cái gì, và nó biết tên, nó biết nó không về được anh em ơi, nên nó ở lại nó núp, nó biến về, cái gì vậy ông nội, trời, cái gì vậy, sút, à, Chrissy, cơ, quê quá ta, kỳ ta, pha đó anh em có thể giải thích được cho mình không? Sao con Chrissy đam to thế? Mình chưa kịp vô tiên pha đó mình bị hết cái gọi là cái nội năng ở dưới anh em. Pha đó mà còn nội năng thôi thì đừng có biết. Để bắt nó đi, đúng rồi. Đúng rồi, mèo dần chuột nó, đúng rồi. Đúng rồi, mèo dần dần chuột cho nó cay nè, đó. Ừ, dí nó dần. Ừ, trời ơi, cô chân chết ngược ông nội. Ờ, chết rồi kìa, ok. Pha cuối cùng thì anh Lumbua ốc bà tọt đã ăn cái mạng cuối của Chrissy nha anh em. Thằng John nó bắn chiêu 2 nhưng mà nó lại bắn không kịp. Thì khá là đáng tiếc. Sao chưa win nữa trời ơi, 19 phút đồng hồ rồi. Mình đã cắt video này bớt mấy khúc rồi anh em ơi. Tại vì những khúc đó là nó nhạt nhẽo vậy, nó không có gì kịch tính nên mình không có để. Video khá dài thì có thể anh em coi khá chán. Thì mình ra video thì mình chỉ ra tầm khoảng 18 phút là đẹp anh em ơi. Mình ra mình rất thích những video nào 15-18 phút rồi đó. Cái khoảng thời gian đó là anh em có thể coi nhiều nè. Đó, coi nó vừa đủ cái độ mà gọi là nó coi nó sướng anh em. Mình thì mình coi video lúc nào cũng khoái coi những tầm 15-18 phút nha. Dọn lính đi anh em ơi. Trời ơi, dọn lính đi là đánh nè. Tem nó nhai con Sisa rồi. Tem bạn mang Sisa thì anh em cứ đẩy lính cao 3 đường cho mình. Và anh em sẽ đi chung với tem để chúng ta có thể đánh giao tranh một pha cuối cùng tổng hợp nha anh em. Thì chứ con ra này dồn con mấy cái con bắn cơ này nó trâu ghê ta. Không đủ cái lượng sát thương để dồn luôn anh em. Mình dồn cả phải hết cả combo á. Ôi tem mình giao tranh nữa kìa. Thôi a à, từ từ anh em. Hello. Bất ngờ lắm. Surprise. Cay lắm anh em ơi, lại bảo không cay. Pha đó mình thấy sai. Mình định xuống kia mình có vờ rồi. Mà ai kêu bạn, bạn lộ sai làm cái gì? Pha đó mình đứng mình núp ở đó mà sao bạn kịp? Pha đó mình thách nó kịp phản ứng luôn anh em ơi. Pha đó cay lắm, pha đó tại sao mình không dùng tốc biến? Để pha đó mình biết kiểu gì con Chrissy chả chết. Dùng tốc biến làm chi nó phí. Trời gì đây? Trời ơi, rồi xong luôn. Thằng lâm búa nó không cover mình, nó còn chạy về nữa anh em. Thôi bỏ lượm rồi anh em ơi, thiệt chứ. Alo, tên bạn có vẻ không nghe những gì mình nói rồi. GG đi mấy ông ơi, GG đi, đánh đấm gì nữa, thua rồi mà cứ không GG. Alo, GG đi, trời ơi, đánh đấm gì nữa, tay mình giết hết rồi. Thôi tắt anh em ơi, GG thiệt anh em ơi. Thôi thì video mình tới đây là kết thúc rồi anh em ơi. Thì anh em coi video mà thấy nó hay thì anh em đừng quên nhấn mình một nút like và một nút đăng ký kênh nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã bỏ thời gian xem video của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha.